hẻm 108 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1 Gò Vấp đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá và thưởng thức cái món cháo lòng tại đây. Đã 17, gần 18 năm rồi. Một cái quán rất là nhỏ gọn, đặt ở trước sảnh nhà, chỉ là một cái tủ nhôm thôi, ở trong một cái nhà nho nhỏ, dành cho những người có thu nhập thấp và những người thích nhiều món bình dân. Chỉ kê vài cái bàn thôi, nhưng mà anh chị bán rất là ổn. Thường Hiền, phường 1 Gò Vấp đây. Đây là chị Dễ, họ đang cắt lòng non ra. Các bạn có thể thấy cái gia vị của món cháo lòng, chỉ có hành cắt hàng lượng, một tí gừng cắt mỏng, và giá là món quen thuộc, và thêm nữa là bánh quẩy được cắt ra để ăn kèm cháo lòng cho ngon hơn. Một cái tủ nhỏ nhỏ thôi. Nguyên liệu của món cháo lòng mà được chính là lòng và dồi. Tôi đã còn có cuốn hồng gan và cả phèo lưỡi, phèo bao lưỡi, tử, bao tử rồi nữa. Đây, những cái thành phần da cũng có luôn. Được chị chuẩn bị sẵn, lên chín sẵn, bỏ trong cái tủ nhỏ nhỏ này để chuẩn bị cho khách. Đây là cái bánh quẩy để ăn cháo lòng rồi các bạn. Cháo lòng nào cũng có giá ha. Tí một tí hành sắc hạt lựu hoặc là mấy cái lát gừng sắc mỏng này thôi, vì không có những thành phần này đã làm chín sẵn của anh chị ở đây, sẽ làm nên một tô cháo rất là ngon. Nay mình bán bao nhiêu một tô chị ha? Dạ 18.000 một tô. Mình là bán cháo lòng không á, còn dạ, lòng giò là 25.000, còn giò không là 20.000. Thì bình thường tô bình thường là 18.000. Đúng rồi. Mà gọi thêm thì sẽ tính tiền thêm. Dạ đúng rồi. Cái nồi cháo lòng thiệt là to của vợ chồng anh chị, bán đã 17-18 năm rồi. Rất là to, một cái nồi rất to, bán từ 6 giờ sáng cho đến tối. Tối mấy giờ là thường thường mình dẹp thì không? 6 giờ rưỡi anh. 6 giờ rưỡi tối là gì? 110 mấy nghìn anh. Thì không có tên, quán cháo lòng không tên ạ? Mình hỏi chị là quán cháo lòng tên gì? Mà chỉ gọi là quán cháo lòng, chị không tên, chị đó là cháo lòng 110 Nguyễn Thượng Hiền thôi. Thì bán buôn bán lúc nào chị cũng đổi cái nón lá rất là phong cách. Thế các bạn cũng rất là quen với lại những cái món như cháo lòng hoặc là hủ tiếu trên phố, tất cả các cung đường của Sài Gòn. Món ăn ngon, bổ rẻ và rất là được ưa chuộng bình dân. Thì cô bé ghé mua cháo lòng, một cái hộp mang về đầy đủ. Chủ sẽ lấy một cái hộp và gấp những thành phần chính như là da nè, lòng non nè, hoặc là dồi, gan. Tùy, các bạn có thể thích xương hoặc là giò, thịt thì cũng có luôn. Nhưng mà sẽ là không phải giá 18 mà giá bao nhiêu nếu mà ăn giò chị ạ? 25.000, giá cũng rất là hợp lý các bạn. Đây có hộp mang về đó các bạn. Mang về thì sẽ mắc hơn 2.000 ăn tại chỗ nha các bạn. Thì tiền hộp này là 2.000 cái đấy. Đây là cái dồi được
sẵn đây. Mình là mình bán từ mấy giờ chị ạ? Dạ, từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ tối anh. 6 sáng tới 6 giờ tối. Dạ. Thì nếu mà bán 6 giờ sáng bán thì phải thức dậy rất là sớm để đi lấy hàng đúng không chị? Dạ đúng rồi, 3 giờ như vậy. Sáng khuya 3 giờ dậy chỉ nấu là bán đúng buổi sáng thôi. Còn cái dạ. Này là 8 giờ vô nấu là 10 giờ ra bán cái chiều. Tức là sáng một nồi và chiều là một nồi riêng. Một nồi to là buổi sáng là đầy luôn á chị? Không, chưa đầy tự nhiên. Chị bán mới buổi sáng mới được 2 tháng nay à. Dạ. Hồi trước là chị bán buổi chiều. Đúng rồi. Thì mới bán buổi sáng nay. Buổi sáng thì 2-3 tháng nay thôi. À. Nếu mà cái món cháo lòng này nè. Và cái công đoạn này là khó nhất của cái món cháo lòng này chị hả? Thì nó đúng ra là lòng thì mình làm biết rồi nó quen. Chứ là lòng thì nó cũng khó. Rồi thì mình đâu có nó đúng ra gì làm trong cái giai đoạn làm lòng là rồi làm lâu nhất. Dạ. Vì nó thịt. Rồi mình nó hả để gia vị làm những các thứ gia vị vào dồi rồi mình mới dồn vô cái ruột của nó rồi mình đem mình luộc đi rồi mình mới chiên nên nó giai đoạn nó rất là nhiều. Dạ. Cái dồi là nó tốn công nhất. Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái trước đây thì cái lòng cũng là làm rất là lâu để sạch sẽ để ngon nhất cho khách nhưng mà mình làm quen rồi. Rồi nó cũng, quen, nhanh hơn. Nó nhanh. Thôi cô bé nhỏ nhỏ phục vụ vợ chồng chị dễ đó. Sự là chị là người gốc Quảng Ngãi nhưng mà gia đình đã vô đây đã hơn 35 năm rồi. Và cái nghề cháu lòng của vợ chồng chị thì bán cũng được 17-18 năm rồi. Một con người miền Trung. Mấy bác là không lấy gì con? Thì sẽ múc vô trong một cái bì thế này. Cái bì như cái vậy là 18 ngàn, còn có hộp thì 20. Trong cái nồi cháu lòng rất là nhiều huyết trong này. Nha các bạn, đó cái màu sẫm sẫm của cháu lòng và màu đen kia là huyết. Cháu lòng được nấu như rất là lâu nên là rất là ngọt nước từ xưa hoặc là có nấu của cái thành phần mà luộc của một con keo mà cùng với gia vị riêng để tạo nên một món cháu lòng thật là thơm ngon và bình dân. Khách tới gọi nhà cô thì sẽ làm liền rất là nhanh. Trước mắt là giá nè, sau đó sẽ là những cái gia vị cần thiết cho món cháo, nguyên liệu như là da nào là dồn hoặc là sụ, bao tử, lưỡi, gan, tùy theo cái thành phần mà khách gọi. Sau đó sẽ là múc cháo và huyết. Sau khi múc cháo và huyết thì chị sẽ cho thêm tí hành hoặc là gừng hoặc là hành phi để món cháo ngon hơn. Tháng ăn 30 lần. Một tháng ăn 30 lần. Tức là ngày nào cũng ăn hả chú? Thì chú thấy cháo lòng ở đây giá thế nào ạ? Bình dân thấy ngon. Bình dân nhưng mà ngon hả chú? Cho con hỏi chú ở xa đây không ạ? Gần. Đây là một chị khách quen của quán cháo lòng 110 của vợ chồng chị Dễ. Chị cũng thỉnh thoảng chị hay ghé lắm. Mình sẽ phỏng vấn anh chị một tí về món cháo lòng. Chị em hỏi là chị biết tới quán cháo lòng của chị Dễ bao lâu rồi ạ? Dạ, mấy năm rồi. Mấy năm rồi ạ? 7-8 năm rồi. Chị cũng ở gần đây chứ chị ạ? Chị thấy chất lượng ở đây, cháo lòng ở đây thế nào? Ngon và sạch sẽ. Dạ. Thì chị, cái giá ở đây thì thấy thế nào? Giá thì em thấy hợp lý rồi, có mười mấy ngàn thôi. Đây là cô bé nhỏ đang đi với ba
con này chán ăn lắm mà phải ăn cháo lòng. Rất là phải ăn cháo lòng. Con ăn cháo lòng ở đây nhiều chưa con? Dạ. Con thấy ở đây ngon không? Rồi con hay đi ăn với ai? Dạ đi ăn với ba. À, nhà con ở xa đây không? Dạ gần. À, một tháng thì con ăn khoảng bao nhiêu lần? Không khỏi không gian. Bảy lần. Bảy lần bảy tuần. À.